Theo Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 của tỉnh, tính từ 6 giờ đến 16 giờ ngày hôm qua, 28 tháng 8, toàn tỉnh ghi nhận 102 trường hợp mắc COVID-19, trong đó có 2 trường hợp nhập cảnh trái phép tại thành phố Châu Đốc, phát hiện dương tính trong khu cách ly. Cụ thể, thành phố Long Xuyên 1 trường hợp trong khu cách ly tập trung, huyện Châu Thành 6 trường hợp trong khu phong tỏa, gồm 4 trường hợp trong khu phong tỏa ấp Vĩnh Quế, xã Vĩnh An, 1 trường hợp trong khu phong tỏa ấp Vĩnh Thuận, xã Vĩnh Hành và 1 trường hợp trong khu phong tỏa ấp Vĩnh Lộc, xã Vĩnh Bình. Huyện Phú Tân có 7 trường hợp, gồm 5 trường hợp ở ấp Hòa An, xã Hòa Lạc, liên quan đến bệnh nhân NTM đã đưa vào cách ly tập trung, 2 trường hợp trong khu cách ly. Huyện An Phú 32 trường hợp, gồm 25 trường hợp được phát hiện qua lấy mẫu tầm soát diện rộng tại thị trấn Long Bình, trong khu cách ly tập trung 7 trường hợp. Huyện Tri Tôn 8 trường hợp, gồm 6 trường hợp trong khu cách ly tập trung, 2 trường hợp trong khu phong tỏa ấp Tân Bình, xã Tà Đảnh. Huyện Chợ Mới có 1 trường hợp có địa chỉ tại ấp An Thạnh, xã Hòa An. Kết quả xét nghiệm PCR ngày 28 tháng 8 năm 2021 dương tính. Thành phố Châu Đốc có 13 trường hợp, gồm 2 trường hợp ở khóm Châu Long 4, phường Châu Phú B, ngoài khu phong tỏa khoảng 20 mét. 9 trường hợp trong khu phong tỏa khóm Châu Long 4, phường Châu Phú B, 2 trường hợp là những người nhập cảnh trái phép đã được cách ly tập trung. Huyện Châu Phú có 14 trường hợp, gồm 13 trường hợp trong khu cách ly tập trung, 1 trường hợp có địa chỉ ấp Bình Tây, xã Bình Phú, tự đến trạm y tế xã Bình Phú làm xét nghiệm. Huyện Tịnh Biên 20 trường hợp, gồm 18 trường hợp trong khu cách ly tập trung, 1 trường hợp là nhân viên đội lấy mẫu thuộc Trung tâm Y tế Tịnh Biên, 1 trường hợp là tài xế trực trong khu điều trị. Như vậy, tổng số trường hợp nhiễm COVID-19 trên địa bàn tỉnh tính từ ngày 15 tháng 4 đến nay là 1.885 trường hợp. Về tình hình điều trị, trong ngày hôm qua đã có 36 trường hợp được điều trị khỏi bệnh. Tổng số trường hợp được điều trị khỏi bệnh đến nay là 647 trường hợp. Trong ngày hôm qua, có 2 trường hợp chuyển tuyến từ Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ.